Năm mới chào cả nhà vui vẻ, chào các bạn vui vẻ nha. Chúc mừng năm mới. Mình bây giờ cũng sửa soạn đi ăn Tết đây. Thịt kho cuốn bánh tráng, bánh chưng, sò đẹp quấn bacon. Thì thôi có hai vợ chồng thôi. Hấp dẫn quá em. Vậy thôi có hai vợ chồng thì mình ăn về đi cho ba ngày Tết sẽ vui vẻ. Hello các bạn ơi, bây giờ bà xã đang sửa soạn cái món thịt kho tàu nè, rồi bên cạnh đó có bánh chưng nè, rồi có thêm một cái đĩa này gọi là đĩa gì em bên quen rồi. À cái này là sò điệp cuốn bacon đấy các bạn. Món này là món Mỹ. Hôm nay mình ăn Tết nửa Mỹ nửa Việt Nam nha. Rồi có rau sống nè, các bạn thấy giá hấp dẫn, có cải chua nè, đầy đủ hết. Rồi bà xã đang làm cái củ kiệu nữa, mình ăn Tết các bạn. Rồi mình cũng sơ lược qua để các bạn xem trong nhà mình hôm nay Tết mình có những cái gì trong nhà nha. Đây các bạn. Tết thì cũng như thường lệ các bạn, cái phong tục của Việt Nam mình từ xưa đến giờ đó các bạn, thì trong nhà mình cũng đều có nè, cây mai nè, các bạn thấy cây mai hấp dẫn không? Rồi mình có ở đây một hộp mứt nè các bạn. Đó, cái hộp mứt này là người em đem đến tặng cho mình để ăn Tết đó các bạn. Rồi cũng không ngoại lệ, mình có trưng một đĩa trái cây ở đây. Đĩa trái cây gồm có cũng tạm ổn các bạn, đầy đủ. Cũng có cam, rồi có khám, rồi có trái lê. Nhưng mà đặc biệt nhất là đây. Cây này là cây mai Mỹ các bạn. Cây này cây mai thật nha, chứ không phải mai giả. Mai này đang xanh tươi rồi các bạn này. Rồi qua bên phòng ăn này thì mình cũng bày biện ở đây, cũng đại khái cũng tạm ổn các bạn. Nó cũng có một chút đỉnh về hương vị mùa xuân. Cũng có một gói bánh như thế này đây, đầy đủ tất cả trong này hết. Rồi cũng có bông tươi, bông hoa tươi. Nhưng mà không thiếu là cái bàn thờ cũng tạm ổn các bạn. Bàn thờ thì mình cũng có bông hoa, bánh trái. Cũng đầy đủ. Mình cũng làm theo đúng cái thủ tục của Việt Nam mình vậy đó các bạn. Đó, sơ lược để các bạn thấy cái sinh hoạt Tết mình cảm thấy ấm cúng lắm. Dù trong nhà mà có được cây mai, rồi có đĩa trái cây, hay là tất cả các thứ đó, hương vị mùa xuân trong nhà thì mình cảm thấy ấm áp lắm các bạn. Rồi ở dưới này thì mình cũng có một đĩa mứt. Có đĩa mứt bày biện ở đây. Ô em La nằm ngủ kìa. La. Hello cô chú đi con. Chà ngủ hoài ta. Rồi cũng có một chậu bông tươi đây. Rồi mình có một cây tắc nè. Nhưng mà cây tắc này không biết sao mà tới bây giờ mà chưa ra trái nữa. Cây này cũng rất là xanh tươi các bạn.
Thì trong cái không khí Tết của trong gia đình đó thì lúc nào mình cũng không có thiếu những cái âm hưởng của cái âm nhạc quê hương mình. Xuân về thì thường mình hay những nghe những bài nhạc xuân đó các bạn, để mình vơi đi cho những cái nỗi niềm mà những người con xa xứ. Đó, sơ lược tóm tắt qua cái sinh hoạt của Tết năm nay vợ chồng mình đó. Rồi em chuẩn bị xong hết chưa? Đây, dây chính của mình đây, lúc nào cũng lo chu đáo lắm các bạn ơi. Rất là chu đáo. Rồi bây giờ mình cũng sắp sửa lên bàn rồi phải không em? Ok. Wow, đồ ăn nhìn thấy cũng tươm tắt quá em. Hoành tráng các bạn ơi. Ăn Tết các bạn. Chắc Việt Nam bây giờ cũng là mùng 2 rồi phải không em? Việt Nam là sáng mùng 2 rồi. Các bạn, hôm nay bà xã mình cũng đơn giản thôi, cái món thịt kho tàu này các bạn thì bà xã đã làm trước. Bà xã có để là một cái video, để là cái video để cái công thức của cái món này. Rồi bên cạnh đó một đĩa rau, các bạn thấy đĩa rau hoành tráng, kết nhất là đĩa rau này. Nè. Rồi cũng như mình đã giới thiệu qua hết rồi đó các bạn, tôi có bánh chưng, bánh tráng. Thôi, xin mời đại của gia đình của mình dùng bữa ăn tối cùng gia đình nhé các bạn. Rồi, trước khi ăn đó các bạn thì chắc là các bạn cũng ngạc nhiên, ngồi kế bên đây là cậu thanh niên này là ai đây? Xin giới thiệu với các bạn, cậu thanh niên này là cháu, kêu mình bằng ông bác ruột. Cậu ta sống ở Mỹ cũng thời gian cũng hơi lâu lâu rồi các bạn, cũng không lâu mấy mà cũng hơi lâu lâu không ạ, Hơi 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 lâu phải không? Rồi xin mời đại gia đình mình nha. Con giới thiệu tên con cho đại gia đình bác đi biết tên con tên gì đi. Con là mình tên là Chánh, Chánh mình là cháu ruột của bác Năm, ba mình thứ 8, còn đây là bác thứ 5 của mình. Mình là thứ 5, cháu đây là ba, là người thứ 8 trong nhà đó các bạn. Anh Tóm á, con của anh Tóm. Rồi, mời bác. Ở này con nè, lấy cái chén ra đi coi. Con bác gái lúc nào cũng phục vụ tốt ha. Ok. Rồi bây giờ con ấy đi, cũng bỏ rau vô đi, tự nhiên đi. Bỏ rau, bỏ cải chua, cà lột với bacon đó. Bỏ cái rau dưới này nè. Đó, lại cái rau này. Còn cái bacon là nó quấn gì vậy? Quấn với cà lột với cái đó con ăn cái chục cái riêng ra. Ở bên Mỹ này rồi thì vậy đó, thì cả nhà mình cũng biết rồi, nó ngay cái ngày thường các bạn, cho nên mỗi người công việc, có nhiều người phải đi làm, những người hãng xưởng phải đi làm, rồi mọi người đều làm hết các bạn, ngày cho ngày nên thôi, Tết vậy thôi rồi mình nhớ tới quê hương mình, rồi mạnh người nào người đó gọi điện thoại hỏi thăm gia đình sức khỏe từng người như thế nào, ăn Tết có vui không. Chỉ có vậy thôi, cái niềm vui của những người xa xứ là nó chỉ có vậy thôi đó các bạn. Nhưng mình cảm thấy mình cũng vui. Vui con sao gọi là Việt Nam chưa? Xin mời lại gia đình mình nha. Ngon. Bỏ củ kiệu, bỏ cải chua rồi vô đó. Còn miếng giấy. Bắt ớt trái, cho xin cho ớt trái đó. Trái có không? Có trong. Để bắt lấy không? Để bắt lấy cho. Ngồi đây, con ngồi, không biết không? Cháu cũng ở gần đây rồi, cháu cũng bận rộn đó các bạn, cho nên
lâu lâu rảnh rảnh tới ghé thăm ông bác, ăn với ông bác bữa ăn tối vậy thôi, chứ cuộc sống ở bên này cho thì hai trái bận rộn lắm, cay lắm á. Bác rửa rồi bác đông đá cay lắm. Ừ, cho ăn nữa chứ, có đó, có không cho bác một cái gì chứ ớt thổi. Cô là bị đau lắm, trước giờ ăn là kêu á. Ừ. Có cái ớt nó the the nó cay 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 đó, nó bắt mắt em. Thịt heo kho cuốn bánh tráng. Tuyệt vời quá. Quá ngon. Con biết nó ngon ở nhà là gì không? Cái dưa chua nè. Chút xíu là con cúng vô đó, con bỏ thêm cái dưa dưa chua, con bỏ thêm củ kiệu. Một vài cái củ kiệu mỏng 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 nữa, con quấn ăn nó ngon. Đá miệng lắm. Ớt rất cay phải không? Ớt cay. Ớt rất cay dễ sợ. Hắn cơ à? Hắn cơ ghê. Cơ kinh. Mình ăn là cái thích cuốn bánh tráng. Cuốn ngon rồi. Xin mời cả gia đình ha. Để cái nước nhúng bên này em nhúng cho. Em tâm sự với đại gia đình chút xíu đi. Hôm qua bác đón giao thừa mình hả? Hay là có mấy... bác đón giao thừa mình. Bác đón giao thừa là vậy thôi. Cũng buồn thiêu không? Vậy đó rồi thắp cho ông bà cây nhang. Rồi mình ngồi, bác ngồi cũng nửa tiếng đồng hồ. Tưởng nhớ về cái quê hương của mình. Gợi nhớ là những cái hình ảnh cũ đó cả. Chính con cũng vậy thôi, nhiều lúc con qua đây con còn nhỏ, thanh niên đúng không? Dạ. Nhưng mà con cũng vẫn có những cái kỷ niệm. Cái kỷ niệm này là con không bao giờ cũng quên được hết á. Dạ đúng rồi. Kỷ niệm này nó sẽ theo con suốt đời. Cứ mỗi lần mà khi mà con biết là cuối năm bắt đầu Tết gần về đó, thì những cái hình ảnh đó, cái ngày xưa đó, nó gợi lại cho con từ từ cái bắt đầu con hình dung lại à. Cái ngày đó bắt đầu ngày gần Tết nè, thường thường ở Việt Nam là ngày cận Tết là gia đình mình làm gì nè, ông nội mình làm gì, ông bà mình làm gì nè, ba mẹ mình làm gì nè, nó gợi nhớ cái hình ảnh đó lại, nghe không? Rồi được bà con lì xì, rồi chợ Tết thì họ xôn xao, hả? Qua ta cũng mở nhạc, xuống nằm ở nhà uống rượu. Chỉ vậy thôi, đó là những cái đó là những cái hình ảnh mà con nhiều lúc mình không phải là tại sao những cái ngày thường con không lại uống bia uống rượu, mà tại sao là những cái ngày Tết nó đến rồi á, mà nhất là khi mà con đã trưởng thành nữa. Con biết không, khi con trưởng thành lên rồi, cái những cái trưởng thành, những cái hình dung, những cái hình ảnh của con đó, nó gợi lại con cảm thấy con feel lắm. Đó là cái feel là tùy theo con của mỗi người. Cái kỷ niệm, cái dư âm của con hồi đó, con có cái gì thì con nghĩ về cái đó, con vui về cái đó, nó chỉ có được nó chớp trong vòng thời gian vài ngày Tết thôi con. Rồi bắt đầu cuối cùng đâu được cũng vào đó, mà không được mà Tết giờ bên Việt Nam không được đốt pháo là uổng nhất. Đúng rồi, cái bên ngoài đốt có trời cho đó, còn không đốt phai quá, không đốt là đốt cái ấy thôi con, chứ còn đốt mà giống như xưa đó. Pháo để cho nó đùng đùng lên như ngày xưa thì bị cấm rồi, bị cấm cách đây cũng lâu lắm rồi. Ngon quá. Con sáng giờ có ai lì xì con chưa? Dạ. Đi chùa không có đi đâu mà lì xì. Chùa thì chùa chứ lên lì xì lọc. Mà mình cúng cho chùa chứ mình lấy tiền của chùa làm chi? Xin lọc á. Xin cái lọc tốt không? To quá xin. Ủa sao đi chùa là con phải xin lọc chứ? Xin cái lọc thôi. Con phải xin cái lọc đầu năm. Rồi con phải xin cái cúng cái sâm đầu năm nữa. Nhưng mà thôi, xin cái lọc là được rồi. Đừng cứ xin cái sâm. Xin cái lọc ở trong cái phong bì đỏ, bỏ bớt cho may mắn. Chứ nhiều lúc con xin cái sâm, cái tự nhiên cái sâm nó năm đó mình gặp cái sâm nó mình đọc cái không được tốt lắm, cái buồn. Nó phập phồng, nó buồn. Thôi, vậy cũng được, xin cái lọc. Rồi đầu cầu trời gắn Phật vậy thôi. Ừ.
Ngon chứ anh. Bác nhớ lại hồi xưa ở Việt Nam á, mà cái thời thanh niên của bác á, là thường thường là 12 giờ đêm đó, có biết không? Chuẩn bị giao thừa tới chùa hái lộc rồi. À, đi xin lộc đó. Đúng rồi, đi giao thừa đó. Hôm qua đi chùa Trúc Lâm, bạn đủ đi ra ngoài chơi mà đông quá. Chùa Trúc Lâm về giờ đi đâu vậy? Ngoài sao sao. Wow, xa. Vậy hả? Thôi bác thua. Chạy 30 phút mà tối đủ đi mà con ngại đi quá. Wow. Xa với lại đông, ra ngoài hôm qua đông như kiến khó. Ngoài sao sai luôn á hả? Sáng giờ con gọi chị Ngọc không? Nói chị hay chưa? Trời đất ơi, có hai chị em mà không có sáng giờ lu bu nó cũng đi ấy đi làm này kia nọ rồi bác cũng mới gọi cho nó nè. Mình đã mở cửa rồi. Mở cửa nó đi làm cả ngày luôn. Bác mới gọi sáng giờ con lu bu quá chú ơi. Con gọi cô Nhung mà cô Nhung không nghe máy. Cô Nhung cũng đi chùa. Bữa nay năm nay cô Nhung được nghỉ mùng 1. Con nghỉ. Làm con nghỉ. Thế sao con? Ngày trọng đại cái ngày mình làm năm biết bao nhiêu mình làm cả đời mà mình làm cả đời thì ngày Tết ở nhà nghỉ ngày cũng đâu thì có sao đồ, ngày đi ra ngoài đường cho nó có không khí Tết một chút. Đúng rồi, mình phải vậy chứ. Mình phải tập chứ, mình phải bạo dạn lên, khi mình đã thanh niên mà đã trưởng thành rồi mình bạo dạn, lúc mình tự lực cánh sinh. Cô hiểu không? Nó mới gọi là mình là men. Ngon quá ha. Mệt. Chút xíu nói bác gái múc về cho con câu để đó ấy là đem tráng lại đồ để ấy buồn mới xách ra ăn. Mệt. Phần mỡ nó ra phần mỡ ăn béo. Mà cái nước chấm cái mùi vị của nó ăn nó vừa miệng quá thấy không? Thank you em. Không có chị. Cảm ơn bác gái. Không có chị không? Cay quá. Cay phải không? Cay. Cay nước ngon không chứ? Quá trời cay. Ăn ớt mà không cay sao ngon? Bữa em đâm tới 2 trái, 3 trái ớt vô thịt. Rồi em cuốn cái thằng này rớt ra rồi nè. Mà nó phải bỏ vô. Mình nói thôi, ăn không ở ngoài luôn. Ngon. Bánh chưng nó ăn thử cái chưng anh. Đang ăn cái này ngon, bánh chưng từ sau. Đúng không? Bún này là đá miệng á. Ngon. Mà cái này nếu mà nước chấm á các bạn, không biết các bạn sao, cái mình á chấm luôn cái nước của thịt kho của nó luôn. Đừng có chấm nước mắm, đừng có chấm nước tương. Chấm luôn cái nước thịt kho của nó. Mà nếu các bạn ăn ớt á, các bạn bỏ thêm một chút xíu ớt nữa vô. Xí cái ớt cay vô ngon. Ăn nó vừa miệng mới nhẹ nhàng. Nhưng mà nhớ là đừng có kho cái này mặn nè. Kho vậy vừa con ha. Ăn ngán. Mặn ngán hả? Mà ăn mình ăn cuốn bánh tráng đâu mà mặn ăn đâu nổi. Cuốn đi, làm mình mặn vô đi con. Được rồi. Ăn đi, nó đã miệng chứ còn để nhơ nhơ nó lâu lắm. Đó, các bạn để ý thấy cháu cũng ăn tay trái luôn, khổ. Hai bác cháu ngồi kế bên là mình phải ngồi kế đó vậy cho nó xong cái đây qua luôn. Rồi gặp bà xã bà chống rồi mình né xíu vậy đó. Còn nếu mà hai bác cháu ngồi hai bên mà kèm bác gái ngồi chính giữa là thôi là bả chịu thua. Đường nào bả cũng bị chống hết trơn. Đường nào cũng bị hết, ra thôi nhảy ra ngoài này ngồi là đúng nhất. Nếu mà Tết lại á, thường hay mà con nhớ cũng có những cái dư âm á. Con có những cái dư âm gì đẹp, những cái kỷ niệm mà Tết ở Việt Nam, mà cái thời mà thơ ấu của con mà con còn ở Việt Nam. Đi làm pháo đi. Đi kiếm tiền lì xì. Đi kiếm tiền lì xì là cái đó. Đó là cái đầu tiên đó. Đẹp nhất. Để bận đồ đẹp. Con kiếm tiền lì xì về xong số bắt đầu coi sẽ được bao nhiêu lì xì đó chứ phải không? Để dành tiền mua điện tử.
để tiền mua điện tử, mua game, mua hình, mua bi. Rồi mà lì xì được nhiều quá rồi, rồi mẹ có cắt giùm không? Có, mẹ giữ hết. Đó, bởi vậy. Còn mình có một cái kỷ niệm rất là vui. Khi ở nhà thì hồi lúc đó là khổ lắm, nhà nghèo khổ dữ lắm. Nên lúc mà có tiền á, cái bà ngoại lo may quần áo cho mấy chị em trong nhà sẵn hết. Cái để dành, cái tới ngày Tết tối 30 đón giao thừa xong xuôi, cái tắm rửa bận bộ đồ mới lên. Chị em đứa nào của mình á, thì bận cái quần á, trên mắt cá. Đứa nào nó cũng ngắn tuốt ở trên hết, trời ơi. Vừa mừng mà lại vừa nó, ủa sao quần bị ngắn hết trơn. Thì mai trừ hao cả năm trời mà không ngắn sao được. Đúng rồi. Ôi nhiều kỷ niệm lắm. Nhất cái đó. Đúng rồi xong rồi cái phân tay đứng chúc Tết là được tiền lì xì, ôi nhảy tưng tưng. Lúc đó quên là quần ngắn hay quần dài luôn. Còn anh á, là không có cái kỷ niệm nào, dù có đi đâu đi chăng nữa, cái kỷ niệm này lúc nào mình cũng nhớ hết. À, có một bà cô, con biết bà, bác á, kêu là cô là em của ông nội đó. Cô Chính á, thì con á phải kêu bằng bà cô đúng không? À, mà bà cô con hồi xưa là bà nghề thợ may. Kêu là? Bà có bằng máy may. Bí đo nghe. Bà may mà cũng biết rồi, Tết nhất trời đất ơi, nó từ ngày xưa nó cực khổ đó. Rồi... bả may cà cọc vậy chứ còn khách hàng tới chức đông lắm. Nhưng mà bả thường thường hay ưu tiên cho cháu trong nhà. À mà bác á, mà lúc đó có giải đem về, bắt đầu là trước một tháng đó, coi như là còn mấy chục ngày nữa tới Tết là tới nịnh của bà cô rồi đó. Để cho bà cô may cái áo, may cái quần. Rồi bắt đầu cực lắm con ơi, trước khi mà bà cô may cho bác được một cái áo cái quần, nó bắt tao đi gánh nước. Ấy nước cho nó đầy luôn. Béo. Làm hết công việc lặt vặt trong nhà, hiểu không? Rồi mới may được cái áo bộ may không có tốn tiền mà các bạn mà được ưu tiên nữa. Trời đất ơi, cái kỷ niệm nó nhớ ơi là nhớ luôn. Cho nên lâu lâu mỗi lần về cái gặp bà cô xong xuôi, các bác cũng tâm sự hay nói là những cái chuyện ngày xưa đó. Hai cô cháu ngồi cười kha khả. Cái kỷ niệm đó là do bác nói với con là mà không bao giờ mà quên được hết. Con thì sáng dậy lên danh sách coi đi nhà là mỗi năm là cái điều đặn là nhớ hết trong đầu là nhà năm nhiêu, nhà nào nhiêu rồi ai bao nhiêu rồi lên danh sách là bắt đầu là tổng tiến công. Mà cái thời con sau này thời con sau này tụi con sướng rồi, bắt đầu là mình lên danh sách sẵn năm coi trong đầu mình làm cái list phải làm rồi đó. Người thời bác ngày xưa hơi bị khổ, cái thời con sau này con sướng, tụi con lớn lên là đầy đủ hết rồi. Đi đánh bầu cua. Đánh bầu cua vui. Đi đánh bầu cua hả? Ngồi đầu đường á, mấy ông lớn lớn lắm làm bầu cua đó, mình đang đặt tên cá 500 ngàn. Vui nha. Người nghèo đi sát phạt người nghèo hả? Em với anh cũng đi chơi vậy, nhưng mà đi ra đặt cái ăn cái rồi đứng dậy đi gì á. Đặt lấy hên đầu năm thôi. Rồi mình đi chúc Tết. Không ăn được. Tôi biết là không có ăn được, không có ép. No. Thu. Là cứ hoài vậy đó. Cô chú đây cũng quen rồi. Tiếng cục kịch này nghe quen lắm. Ngủ quá mày. Ăn thử cái... cái này cái để hơi xa nè, để dùng thử đi nha. Này chưa ăn hết đồ diệt nữa, ngon quá ha. Đang đồ diệt cái tự nhiên nhảy qua đồng Mỹ cũng không đồng cái giỏi. Này sao đẹp hết mà con. Đúng hả? Thôi các bạn ơi, cái video của gia đình mình đến đây cũng tạm ngừng rồi. Vì thời gian giới hạn các bạn. Đại diện gia đình xin chúc hết đại gia đình của mình trong kênh của Bình Huỳnh một năm mới an khang thịnh vượng. An khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Công việc
tấn tài tấn lộc nha các bạn. Tấn tài tấn lộc tấn bình an. À. Thôi xin chào tạm biệt gia đình. Hẹn cái video đến. Xin chào. Happy